Thánh Phanxicô Thánh Assisi, Ngài là ai? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ lược về cuộc đời của Ngài nhé. Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182 tại thành Assisi, phía bắc Roma, trong một gia đình giàu có. Cha của Ngài là ông Ferro Bernardone, mẹ là bà Pica, một phụ nữ hiền đức. Cậu Phanxicô được nuông chiều nên mặc sức ăn chơi phung phí. Mộng công danh thôi thúc, Phanxicô đi theo bạn bè đi chinh phục các vùng gần thành Assisi. Nhưng Phanxicô bị đau nặng và bắt buộc phải trở về nhà dưỡng bệnh. Sau đợt bệnh nặng này, Phanxicô tuy vẫn ăn chơi như trước, nhưng cảm thấy những cuộc vui xưa kia dần dần mất hết ý nghĩa. Thế rồi, Phanxicô đi tìm lý tưởng cao đẹp hơn. Phanxicô nhận ra tiếng gọi của Chúa nên quyết tâm triệt để sống khó nghèo và theo Chúa trên con đường thập giá. Phanxicô, Ngài đã từ bỏ những cuộc vui chơi tiệc tùng với bạn bè để đi giúp những người phong cùi, những kẻ vô gia cư và những người bị xã hội khai trừ. Với tình yêu sự khó nghèo, Phanxicô yêu những người nghèo, những bệnh nhân. Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu ở nơi họ. Ngài chỉ muốn giống Chúa Giêsu một cách trọn vẹn trong khó nghèo. Từ đó, Ngài lập dòng Phanxicô khó nghèo. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi, Ngài từ trần khi năm 44 tuổi, thì Thánh Phanxicô gần như mù và đau nặng. 2 năm trước khi chết, Ngài được in 5 dấu thánh là những vết thương của Đức Kitô ở tay, chân và cạnh sườn của Ngài. Thánh Phanxicô qua đời vào ngày 3 tháng 10, 1226. Đức Giáo hoàng Gregorio IX đã phong Ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 16 tháng 7, 1228. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên biết thêm rằng chính tình yêu trong sáng và đức khiêm nhường của Thánh Phanxicô đã thúc giục Ngài làm máng cỏ đầu tiên theo tinh thần đơn giản và tôn kính trong đêm lễ Giáng sinh để kính mừng Con Thiên Chúa ngôi hai xuống thế làm người. Và một điều đặc biệt nữa, Thánh Phanxicô được đón nhận ân sủng để củng cố giáo hội trong những thời điểm khó khăn. Từ đó, dòng Phanxicô được giáo hội ưu ái ban cho nhiệm vụ canh giữ các đền thánh tại đất thánh Do Thái. Sứ vụ trên đất thánh của dòng Phanxicô không hề dễ dàng, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực liên tục trải qua nhiều xáo trộn và diễn biến phức tạp của thời cuộc. Có thể nói rằng, gánh nặng đang oành trên vai dòng Phanxicô, một dòng tu chịu trách nhiệm bảo vệ đất thánh, kể từ khi bắt đầu đặt chân đến nơi này vào cuối năm 1217 và hiện tại được biết đến với tên gọi những người giám hộ thánh địa. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu cho
trông cậy vào nơi thất vọng, để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống. Thần Linh Thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Ôi Thần Linh Thánh ơi, xin mở rộng lòng con, xin thương ban Francisco, phần lớn mọi người trong chúng ta đều liên tưởng đến ơn đại xá Portiuncula. Ơn đại xá Portiuncula là ơn mà Thánh Francisco đã xin Chúa Giêsu ban cho các tín hữu. Từ trưa ngày 1 cho đến nửa đêm ngày 2 tháng 8, ai đến viếng nhà thờ giáo xứ đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula với những điều kiện theo thường lệ: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Điều đặc biệt, ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ngay từ ban đầu, từ năm 1216, ân đại xá Portiuncula chỉ được ban cho những ai đến viếng nhà nguyện Portiuncula. Về sau, ơn này được mở rộng đến các nhà thờ thuộc dòng anh em hèn mọn, dòng Francisco, và cuối cùng được mở đến các nhà thờ trên toàn thế giới. Nhà nguyện Portiuncula là nơi linh thiêng nhất của dòng Francisco, vì chính tại nơi đây mà Thánh Francisco đã nhận biết được ơn thiên triệu của Ngài, và cũng là nơi khi xưa các đan sĩ biển Đức đã nhượng lại để cho Thánh Francisco và các anh em dùng làm nơi tu trì. Từ khoảng giữa năm 1569 đến năm 1679, một thánh đường xây bao trùm lên nhà nguyện này, được gọi là Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Nữ Vương Các Thiên Thần. Trên đỉnh của thánh đường có một tượng Đức Mẹ Maria rất lớn mạ vàng. Bên trong thánh đường có gian giữa và lối đi hai bên với các nhà nguyện khác nhau. Nội thất nhà thờ đơn giản nhưng thanh lịch với ít đồ trang trí. Phần bán nguyện phía sau vương cung thánh đường là chỗ ca đoàn được làm bằng gỗ. Trong vương cung thánh đường Đức Bà
nữ vương các thiên thần, có một nguyện đường gọi là Transit Room, là nơi đánh dấu khi Thánh Francisco về với Chúa. Tại đây có một bức tranh vẽ cảnh Thánh Francisco qua đời giữa các tu sĩ của dòng Francisco và các thiên thần. Vương cung thánh đường Đức Bà Nữ Vương các thiên thần ở cách xa đồi Assisi khoảng 4 cây số, tức là khoảng 2.4 dặm. Chúng ta cần phân biệt những nơi này vì trên đồi Assisi có rất nhiều thánh đường khác nhau. Trong đó có một thánh đường và mộ của Thánh Clara. Một thánh đường khác có mộ của Thánh Francisco thành Assisi. Ở trên đồi Assisi còn có một ngôi nhà thờ nhỏ nằm ngay ngôi nhà của Thánh Francisco khi xưa. Ở đó có tượng của cha mẹ ngài. Vương cung thánh đường Thánh Francisco thành Assisi được khởi công năm 1228 trên một ngọn đồi và bao gồm hai nhà thờ, được gọi là Thượng Thánh Đường với mặt tiền gạch trắng có một cánh cửa chính lớn, và Hạ Thánh Đường được mở rộng với một số nhà nguyện ở hai bên. Thánh Đường có kiến trúc hình thập giá đơn giản và bên trái của Thánh Đường có một tháp chuông. Cả hai Thánh Đường được trang trí bằng những bức họa nổi tiếng của nhiều họa sĩ cuối thời Trung Cổ. Vương cung thánh đường Thánh Francisco thành Assisi còn có một hầm mộ an táng Thánh Francisco. Bài đọc 1. Bài chú sách sáng thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa của cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc. Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được hiển phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được hiển phúc. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán lại. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em, thật là một điều ấm áp cho chúng ta được đến đây quy tụ với nhau, dâng thánh lễ này như là thánh lễ tạ ơn cho chuyến hành hương của chúng ta. Sáng mai 3 giờ là chúng ta lên đường ra máy bay rồi, phải không ạ? Cho nên tôi xin mời gọi anh chị em khơi lên trong lòng anh chị em một tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa cho gương sáng của các thánh. Tạ ơn Chúa cho những nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra và mặc khải thông điệp đơn sơ của Ngài cho những kẻ bé mọn nhất. Là cuộc đời Thánh Francisco, con nhà giàu, ăn chơi thoải mái, tại sao lại đi gò bó mình vào một cái con đường tu trì khó khăn như thế này? Chỉ có Chúa mới làm được, anh chị em. Để rồi một người giàu có phong ba, gọi là bão táp trong cuộc đời, là làm sĩ quan. Anh thấy, anh chị em thấy cái hình ngay trước đền thờ ha. Rồi bị bắt, bị giam trong tù hơn một năm. Đến khi Ngài ra, chán đời, lời hằng sống của Đức Kitô đã hiện ra và nói với Ngài: Francisco, Francisco, hãy xây dựng lại ngôi nhà của ta đang bị đổ nát. Lời Chúa Giêsu nói với Thánh Francisco là tại nguyện đường Damiano. Thì thoạt đầu Francisco chỉ nghĩ là ô, chắc Chúa nói là xây lại cái đền thờ, mái ngói với lại mái tôn và cửa sổ nó đang sụp đổ. Nhưng mà khi mà nhìn trong cuộc hành trình thiêng liêng của Ngài, chúng ta mới thấy khi Ngài được Chúa mặc khải và hình thành nên nhà dòng và bắt đầu đi vào một lối sống đơn sơ, nghèo hèn, sống hoàn toàn phó thác vào Chúa 100%. Thưa quý anh chị em, tôi xin chia sẻ như thế để cho chúng ta thấy cái ngôi nhà đổ nát thiêng liêng nó quan trọng. Anh chị em có thấy là con cháu giới trẻ bây giờ nó bỏ đạo rồi, nó chống đạo, có nghĩa là đền thờ của Chúa đang lung lay đổ nát,
cần đến tất cả những tâm hồn của anh chị em đáp trả lại lời của Chúa. 20 năm rồi, năm nào tôi cũng trung bình một năm đi với cha Hoàng là đi bác ái truyền giáo thôi. Và tôi làm việc cho giáo xứ ở trong giáo phận, nhưng mà cha Hoàng là đi về Việt Nam, Campuchia liên tục. Và tôi cũng muốn tham gia vào công việc của cha Hoàng. Xin chia sẻ một kinh nghiệm đặc biệt Chúa làm việc anh chị em. Đặt chân lên đất Campuchia thì mới thấy đồng bào anh chị em Việt Nam chúng ta bị tản mát vì chiến tranh, vì loạn lạc ha, vì vượt biên sang đó không có giấy tờ. Đến một cái nhà thờ nổi, đi vào một cái phòng nhỏ xíu như vậy mà 200 đứa thiếu nhi nó nhảy lên xuồng nổi đó, rồi làm sao đưa quà xuống, chưa kịp chia, chưa kịp nói, nó nhào vô, nó giật, nó đánh, nó chửi tùm lum hết luôn đó. Mình mới thấy là cảnh rất tội nghiệp. Và rồi từ từ hình thành lên, mời các sơ, các thầy sang dạy học, mặc đồng phục, khoanh tay, lễ phép, đọc kinh, ca hát. Năm sau biến đổi anh chị ạ. Năm sau vô là sắp tay chào cha, chào sơ, hát cho cha, các sơ ngàn bài. Đó là xây dựng lên ngôi nhà thiêng liêng của Chúa, làm cho tâm hồn chúng tôi cũng rất vui sướng vì thấy kết quả của Chúa hoa có trái. Một kinh nghiệm xây và sửa trong sáu cái nhà thờ, thì giờ xin phép cha Hoàng kể cái nhà thờ mà tôi giúp xây, đó là chính giáo dân của Newport Beach. Họ nói cha, cha cần gì chúng con giúp, con nghe cha nói cha làm việc bên Campuchia. Thì tôi nói tôi ước ao xây một nhà thờ trên đất Campuchia. Và cuối cùng họ mỗi người ngồi xuống ký cho tôi là đủ tiền xây cái nhà thờ bên Campuchia anh chị em, như một phép lạ. Và sang thì không phải dễ, cha Hoàng làm chứng cho việc này. Sang một xứ chùa tháp mà xây một nhà thờ truyền giáo không phải dễ. Mà xây nhà thờ, sửa nhà thờ là quy tụ lại những người con dân của chúng ta, đặc biệt là người Công giáo Việt Nam tha hương tản. Và rồi á, không phải dễ đâu. Công an, bây giờ cảnh sát của địa phương nó đâu có cho làm. Thì cha Hoàng quen một sơ, sơ đó thì lại là chị đỡ đầu của một người gọi là tướng 4 sao của quân đội hoàng gia Campuchia. Và nói cha muốn làm gì, các cha muốn làm gì. Nói tôi ước ao xây một nhà thờ để quy tụ khoảng 1.000 giáo dân trở về vì họ tha phương. Thế là ngày hôm sau ổng đem 2 xe chở lính tới, cầm súng AK canh giữ 4 hướng, rồi nói cha làm phép đặt viên đá đi. Hả? Cảnh sát địa phương chả dám làm gì cha đâu, con là tướng mà. Thế là từ đó mà Chúa gửi đến ông tướng đó lính, rồi xây xong một năm sau làm lễ khánh thành thánh hiến đền thờ. Và cuối cùng rất là mỹ mãn, ngày thánh hiến cũng vậy, đi 3 vòng nhà thờ mới thấy là lính của mấy ông tướng đó đang đứng cầm súng để bảo vệ. Rồi đến khi ra xe rồi mới biết họ đi theo mình, nói đoàn của cha đi về tới biên giới Việt Nam Campuchia, tụi con mới trở lại. Và thưa cha, con không phải người Công giáo. Một ông tướng không phải người Công giáo, y như trong truyện thánh kinh anh chị em, có đúng không? Một viên đại đội trưởng đó, nhưng đã vì ơn Chúa, chúng ta mỗi người một tay, thì tự nhiên ngôi nhà của Chúa sẽ được xây dựng lại anh chị em. Khủng hoảng xã hội, con cái bị ảnh hưởng xấu rất nhiều, chúng ta phải rất là sát cánh với con cái của mình. Tạo thành môi trường tốt thì nó sẽ sống tốt, còn không bỏ bê thì nó sẽ đi vào con đường trụy lạc. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Vì Chúa nói những ai bé nhỏ chạy đến với ta, thì những ai có khó nhọc phán bát nặng ta cũng sẽ bổ sức cho. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, cho tâm hồn chúng ta luôn được bình an. Vì ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Thánh Francisco đã qua đời, nhưng linh đạo của Ngài vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay và vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng trong giáo hội Công giáo, trong các tôn giáo khác, cũng như trong các dân tộc trên toàn thế giới. Ai trong chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều tổ chức từ thiện khắp nơi trên thế giới, giúp đỡ những trẻ em mồ côi, giúp đỡ những người lớn tuổi bệnh tật không nơi nương tựa, giúp đỡ những người nghèo khổ, hoặc giúp đỡ những người khó khăn cần sự giúp đỡ trong lúc hoạn nạn nhất.
Nhân tiện trên đây, mình xin được nói đến một tổ chức từ thiện gọi là Hội Bác Ái Love the Poor đang hoạt động trên đất nước Mỹ. Hội được giấy phép của chính quyền Mỹ, được sở thuế liên bang công nhận chính thức là một tổ chức từ thiện vô vị lợi. Theo luật thuế, mọi sự đóng góp đều có giấy khấu trừ thuế. Hội do các linh mục và tu sĩ thành lập và làm việc hoàn toàn thiện nguyện vô điều kiện. Đứng đầu là linh mục Francisco Trịnh Tuấn Hoàng. Suốt bao năm qua, các linh mục, tu sĩ cùng với quý vị ân nhân hải ngoại đã không tiếc thời gian, công sức và tài chính để giúp đỡ những người cần giúp ở quê hương. Tôn chỉ hoạt động của hội dựa trên Kinh Thánh của Matthew 25 từ câu 31 đến câu 46. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Kính chào quý vị, tôi là linh mục Trịnh Tuấn Hoàng cùng với các nam nữ tu sĩ, các linh mục. Chúng tôi vẫn nuôi các cháu mồ côi, khuyết tật. Và sau lưng tôi đây là hình ảnh của các cháu nhân dịp chuyến đi cứu trợ của Hội Bác Ái Love the Poor. Và chúng tôi dự tính là sẽ thăm 6 vị trí địa điểm khác nhau, cũng như là các cô nhi viện, cộng thêm vào đó là những nơi mà nuôi các cháu mồ côi như thế này. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành. Chúc quý vị và gia đình được cuộc sống vui tươi, an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Trong những năm gần đây, hội đã giúp đỡ điều trị cho nhiều bệnh nhân không có khả năng chi trả viện phí. Chẳng hạn như mổ cườm mắt, mắt mộng thịt, mắt kéo màng mây hoặc mắt đục thủy tinh thể. Ngoài ra, những bệnh nhân hở van tim và tim bẩm sinh cũng được hội giúp đỡ điều trị và phẫu thuật. Hội giúp xây dựng những căn nhà tình thương, sửa những mái nhà dột nát, phát học bổng cho học sinh nghèo, tặng gạo cứu trợ cho những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Hội còn xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết cho những vùng xa xôi hẻo lánh có nước sạch để uống. Trẻ mồ côi khuyết tật là những thành phần đáng thương nhất trong mọi xã hội, cũng như trong mọi thời đại, cũng được Hội Bác Ái ưu ái, không hề bỏ qua. Hội Bác Ái Love the Poor đã đại diện quý ân nhân hải ngoại đến với các em nghèo đói, đến với những người lớn tuổi neo đơn bất hạnh, không người chăm sóc. Khi mùa nước lũ tới tại miền Trung, và đặc biệt là những năm đầu của dịch COVID-19 vừa qua, hội đã không ngần ngại mở rộng vòng tay để giúp đỡ người bị nạn. Cánh tay của Hội Bác Ái cũng kéo dài và gian rộng tới nước Campuchia, là nơi có rất nhiều đồng hương Việt Nam sinh sống ở đó, trong cực khổ. Với sự sắp xếp của linh mục Francisco Trịnh Tuấn Hoàng, cùng sự giúp đỡ của quý ân nhân hải ngoại, Hội Bác Ái đã xây dựng được 5 trường học, giúp cho xây dựng nhà dòng Francisco, làm hệ thống nhà máy nước sản xuất tinh khiết ở 4 nơi, xây dựng được 6 ngôi nhà thờ và 38 căn nhà tình thương cho người Việt Nam nghèo khổ, đang sinh sống ở biển hồ Tonle Sap. Con rất nhớ cha mãi. Con mà có gửi lời để cầu nguyện cho cha mãi được nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Rồi để gửi này cho Thái xem nha. Hỏi cho Thái còn nhớ ai không? Tên gì nè? Rồi cho Thái nhớ ai không nha? Bí mật ha. Đoàn của Hội Bác Ái Love the Poor đã đến Kon Tum. Chúng tôi đang đứng tại giáo xứ Linh La. Và trước mặt chúng ta đây là 3.000 cháu bé. Đây các cháu sẽ nhận được phần bánh, phần sữa. Từ lúc con chưa biết yêu người.
Phải con đã chọn ai, nhưng chính ai chọn ai.